Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang vừa phối hợp Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản lý tài chính cho các doanh nghiệp chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh. Gần 50 đại biểu đang công tác tại các sở ngành tỉnh, phòng kinh tế hạ tầng, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các doanh nghiệp chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tham dự lớp tập huấn. Trong thời gian một ngày, các đại biểu tham dự lớp tập huấn được nghe tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến, chuyên gia kinh tế tài chính, chia sẻ những kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức quản lý tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, như phân loại các loại chi phí, định mức chi phí, phân tích chi phí, khối lượng lợi nhuận, các quyết định kinh doanh dựa trên cấu trúc chi phí và các biện pháp quản lý chi phí. Trong quá trình tập huấn, giảng viên cũng giải đáp những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn trong lĩnh vực quản lý tài chính của các doanh nghiệp, chủ thể OCOP và đưa ra những giải pháp tháo gỡ khắc phục. Thông qua lớp tập huấn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ thể OCOP nâng cao được kỹ năng và năng lực quản lý tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.